minh thông tin người dân đua nhau hôi của khi xe tải gặp nạn trên cao tốc ở Phú Thọ. Các ông Đinh La Thăng, Phạm Xuân Thăng, Chu Ngọc Anh không được đặc xá năm 2024. CEO Nguyễn Phương Hằng tuyên bố từ bỏ livestream. Sao chổi bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Bình Định sau 80.000 năm tuyệt tích. Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Chiều 30 tháng 9, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Khê cho biết, Công an huyện đã vào cuộc phối hợp với chính quyền cấp xã làm rõ thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc người dân hôi của xe ô tô gặp nạn tại km 83, cao tốc nội bài Lào Cai. Theo đó, km 83 đường cao tốc nội bài Lào Cai thuộc địa bàn xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê. Trước đó vào sáng 30 tháng 9, mạng xã hội lan truyền hình ảnh thông tin chia sẻ nội dung về vụ việc một xe ô tô gặp tai nạn trên cao tốc Nội Bài Lào Cai tại km 83 cao tốc Nội Bài Lào Cai, thuộc địa phận huyện Cẩm Khê, Phú Thọ. Đơn vị vận hành đường cao tốc Nội Bài Lào Cai xác nhận vụ tai nạn xảy ra đêm 26 tháng 9. Lúc này xe tải biển số Hải Phòng đi hướng Lào Cai Hà Nội khi đến địa điểm trên thì mất lái dẫn đến chiếc xe lật ngang. khi xảy ra vụ tai nạn nhiều bao hàng lân đạm dùng trong trồng trọt văng từ xe xuống mặt đường. lúc này người dân đã tràn lên đường cao tốc lấy hàng lân đạm của xe gặp nạn. mặc dù tài xế đã hô khàn cổ xin đừng lấy nhưng vẫn có rất đông người dân địa phương bất chấp băng qua đường cao tốc để vác các bao tải đựng lân đạm về nhà. mỗi bao lân đạm này trị giá khoảng 1,2 triệu đồng. sau khi giả soát Nhà xe cho hay tổng thiệt hại là trên 10 tấn hàng, bao gồm cả số hàng rơi vãi do bao đựng bị vỡ và hàng hóa bị người dân lấy đi. Liên quan đến vụ việc, chỉ huy đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Cục Cảnh sát Giao thông xác nhận vụ tai nạn khiến lượng lớn hàng hóa văng ra đường cao tốc. Nhà xe sau đó đã thuê người bốc vác để giải phóng hiện trường. Tuy nhiên, cảnh sát chưa ghi nhận có tình trạng người dân lao vào tranh cướp, hôi của. Trước sự việc được lan truyền và chia sẻ của quản lý chiếc xe gặp nạn, Đơn vị này cho hay sẽ phối hợp với cơ quan chức năng địa phương để kiểm tra, xác minh. Hiện cơ quan chức năng huyện Cẩm Khê đang vào cuộc xác minh làm rõ thông tin việc người dân tràn đường cao tốc lấy bao lân đạn của xe gặp nạn lan truyền trên mạng xã hội. Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm, cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng không được đặc xá lần này. Thông tin trên được Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an đề cập tại buổi họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước sáng 30 tháng 9. Theo quyết định số 597, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 3.763 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và hai người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2024. Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong số phạm nhân đặc xá lần này, có 64 người phạm tội giết người, 205 người phạm tội các tội về ma túy, 91 người phạm tội hiếp dâm, 156 người phạm tội về cướp giật tài sản, 77 người phạm tội về trộm cắp, 403 người phạm các tội về trật tự, quản lý kinh tế, 275 người phạm các tội về chức vụ và 2.494 người phạm các tội khác. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm nói, các ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư tỉnh Ủy Hải Dương, Đinh La Thăng, cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh không nằm trong danh sách được đặc xá đợt này. Thông tin về số phạm nhân nước ngoài được đặc xá, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết, theo quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, có 20 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài, 19 nam và 1 nữ được đặc xá. Trong số này gồm 9 người Trung Quốc, 3 người Lào, 2 người Campuchia, 2 người Mỹ và 1 người Nam Phi, 1 người Ấn Độ, 1 người Ireland. Ông Đỗ Hùng Việt nói, 20 phạm nhân nước ngoài được đặc xá gồm nhiều tội danh như giết người, buôn lậu, tổ chức đánh bạc, tổ chức cho người ở lại Việt Nam phi pháp, vân vân. Theo Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt, sau khi các trường hợp này được đặc xá, Bộ Ngoại giao sẽ gửi công hàm đến cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan đại diện lãnh sự ở các nước để đề nghị phối hợp với cơ quan chức năng Việt Nam tiếp nhận người đặc xá, triển khai thủ tục đưa những người này trở về nước hoặc đến nơi cư trú phù hợp. Sáng ngày 29 tháng 9, Công an huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắc cho biết đơn vị đang truy tìm một phụ nữ lạ, giả vờ mua vàng rồi gây ra vụ cướp giật ở tiệm vàng vừa xảy ra trên địa bàn huyện này. Qua công tác điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thu thập được đặc điểm của hai người liên quan đến vụ cướp giật tài sản. Người phụ nữ có dáng người to mập, đội mũ bảo hiểm màu đen, khẩu trang màu xám, áo khoác thun màu tím, quần dù màu đen viền màu cam, đi dép tổ ong màu vàng. Nam thanh niên đội mũ bảo hiểm màu trắng, khẩu trang màu xám, quần dài và áo dài tay màu đen, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại xe Weblet màu đỏ đen đời 2023 hoặc 2024, không biển kiểm soát. Theo thông tin ban đầu, lúc 18 giờ 15 phút ngày 28 tháng 9, có một nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ đến tiệm vàng TD thuộc thị trấn Ea Đrang, huyện Ea H'leo. Lúc này, nam thanh niên ngồi trên xe máy ở ngoài đường trước cửa tiệm vàng còn người phụ nữ vào bên trong hỏi mua 5 chỉ vàng 4 số 9. Khi chủ tiệm vàng vừa đưa 5 chỉ vàng 4 số 9 ra thì người phụ nữ bất ngờ giật toàn bộ số nhẫn vàng nói trên rồi bỏ chạy. Chủ tiệm vàng lúc này chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ leo lên xe máy do nam thanh niên chờ sẵn và cả hai tẩu thoát. Được biết, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Đắk Lắc liên tục xảy ra các vụ cướp tiệm vàng trước đó ngày 23 tháng 8 công an thành phố Buôn Ma Thuột cũng đã tóm gọn một thanh niên táo tợn gây ra hai vụ cướp giật tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắc cũng bằng chiêu trò giả vờ tới tiệm mua vàng theo đó lực lượng công an đã bắt giữ thành công Nguyễn Văn Sự 22 tuổi trú tại xã Tân Tiến huyện Cờ Park, tỉnh Đắk Lắc là thủ phạm gây ra hai vụ cướp giật ở tiệm vàng trên sự khai nhận do lún sâu vào bài bạc trên mạng nợ nần trong chất nên đã nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng Toàn bộ số vàng cướp được sự đã mang đến bán tại hai tiệm vàng ở huyện Bắc và Gyeongpong được 76,8 triệu đồng. Cơ quan công an cũng đã truy thu được toàn bộ số vàng trên để trả lại cho bị hại. Tối 29 tháng 9, khi gần kết thúc chương trình nghệ thuật sân khấu hóa nhằm kêu gọi chung tay ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3, bão Iagi, bà Nguyễn Phương Hằng thổ lộ với các khán giả rằng từ nay bà sẽ không bao giờ tổ chức một cuộc livestream nào nữa. Theo đó bà Hằng cho biết từ nay trở đi, tôi sẽ không bao giờ tổ chức một cuộc livestream nào hết vì sức người có hạn, cuộc chơi quá dài, tôi còn chồng con, bản thân tôi nữa, cho nên tôi xin khép lại và tôi xin xuất hiện ở Đại Nam nếu cần. Chủ nhật tuần tới, tuần tới, tuần tới nữa, tôi sẽ cháy hết mình với quý vị. Được biết, bà Hằng đã thay mặt công ty Đại Nam góp số tiền 10 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bởi lũ lụt. Khu du lịch Đại Nam cũng mở cửa miễn phí cho người dân đến tham quan đông đảo khách du lịch đã đổ về chật cứng khu du lịch Đại Nam. Bãi gửi xe của khu du lịch quá tải, người dân phải gửi xe ở xa và chấp nhận đi bộ cả cây số để vào tham quan. Theo thông báo của khu du lịch Đại Nam trước đó, vào các ngày 29 tháng 9, mùng 6 tháng 10, 13 tháng 10 và 20 tháng 10, khu du lịch Đại Nam sẽ hoàn toàn miễn phí vé vào cổng. Vé các dịch vụ vui chơi như khu biển, khu vườn thú, khu trò chơi, khu trường đua, xe điện phục vụ di chuyển cho tất cả người dân đến tham quan, vui chơi, thưởng lãm tại khu du lịch Đại Nam. Theo cổng thông tin điện tử Phú Thọ, Đại tá Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Quốc phòng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thanh Hải cùng chủ trì hội nghị triển khai các phương án tiếp theo trục vớt nhịp cầu và tìm kiếm người mất tích trong sự cố sập cầu Phong Châu. Tại hội nghị, các đơn vị đã phân tích những khó khăn trong việc khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu như mực nước sâu gần 20 mét, tốc độ dòng chảy cao, vân vân khiến công tác tìm kiếm nạn nhân và trục vớt cầu còn chưa như mong đợi. Theo đó, Đại tá Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Quốc phòng yêu cầu đội binh chủng đặc công huy động lực lượng tìm kiếm khoảng 20 người, trong đó có 15 người nhái tình nguyện nhất tiến hành ra soát tổng quan khu vực cầu bị sập với bán kính rộng 10 km, xác định rõ các khu vực nước xoáy, luồng chảy, huy động phương tiện xác định mục tiêu tìm kiếm. Lãnh đạo Cục Cứu hộ Cứu nạn cho rằng công tác tìm kiếm cần triển khai thực tế theo kết quả mà người nhái lặn tìm kiếm khu vực cầu sập, đồng thời tìm kiếm theo địa chỉ thông tin người dân cung cấp. Hàng ngày phải có thông tin về tiến độ triển khai. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cần phối hợp với các đơn vị tham gia xây dựng kế hoạch, phương án trục vớt, tìm kiếm cụ thể. Quá trình tìm kiếm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ chủ trì hiệp đồng với các lực lượng làm nhiệm vụ gồm quân chủng hải quân, đặc công, công binh, bảo đảm điều kiện ăn ở, người phục vụ, phương tiện, trồng giữ trang thiết bị tại biến vượt cầu phao. Đại tá Châu cũng đề nghị tỉnh Phú Thọ cần phối hợp các đơn vị tham gia xây dựng kế hoạch, phương án trục vớt, tìm kiếm cụ thể, tránh gây bức xúc cho người dân. Trong khi đó, cấp ủy, chính quyền và các ban ngành tỉnh Phú Thọ sẽ phối hợp làm tốt công tác thông tin, chính xác kịp thời, thực tế công tác tìm kiếm, tuyên truyền, giải thích để động viên tinh thần các gia đình có người thân mất tích, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, tư tưởng của người dân, sẵn sàng xử trí, khi có tình huống xảy ra, Đại tá Phạm Hải Châu khẳng định với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Bộ Quốc phòng sẽ hỗ trợ tối đa để tỉnh Phú Thọ sớm tìm kiếm nạn nhân mất tích và trục vớt nhịp cầu bị sập. Lúc 4 giờ 40 phút ngày 29 tháng 9, các tay săn ảnh tại thành phố Quy Nhơn Bình Định đã ghi nhận được hình ảnh sao chổi C2023A3 xuất hiện sau 80.000 năm tuyệt tích. Sao chổi này có nguồn gốc là đám mây Oort thường được ví như vùng tam tối của hệ mặt trời, một vành đai nằm ngoài rìa của hệ với rất nhiều tiểu hành tinh và sao chổi băng giá. Theo những tay săn ảnh tại thành phố Quy Nhơn, để ghi nhận được hình ảnh sao chổi C/2023 A3 ở nơi ô nhiễm sáng, có nhiều ánh đèn đường và đèn nhà dân thì sẽ rất khó thấy. Để quan sát tốt được sao chổi này, nên chọn vùng tối thoáng đãng ở cách xa đèn nhân tạo, để mắt mình quen với bóng tối khoảng 10 phút rồi hướng mắt về vùng trời phía đông đông nam ở ngay trên đường chân trời quan sát kỹ bạn sẽ thấy một ngôi sao có cái đuôi dài và sáng đó chính là sao chổi C2023A3. tờ Skythick Daily cho biết theo các tính toán sao chổi C2023A3 hay còn gọi là San Atlas dự kiến sẽ đạt đến điểm gần trái đất nhất vào ngày 12 tháng 10 điểm cận nhật gần mặt trời nhất ngày 27 tháng 9 cho đến ngày 2 tháng 11 sao chổi C2023A3 có thể đạt độ sáng tương đương sao bắc đầu và mọi người có thể quan sát được. Vào đầu năm 2023, con người bất ngờ phát hiện ra sao chổi C2023A3 tại đài quan sát ở Nam Phi và Trung Quốc và nhanh chóng khơi dậy sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng thiên văn học. Trong tương lai, sao chổi C2023A3 có thể trở thành một trong nhiều đối tượng thiên văn quan trọng nhất của thập kỷ. Đặc biệt, vật thể này cung cấp một cửa sổ để chúng ta hiểu thêm về đám mây Oort bí ẩn ảnh chụp sáng 29 tháng 9 tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định về sao chổi C2023A3 Chiu Chin San Atlas đang tiến gần đến trung tâm của hệ mặt trời hơn quỹ đạo của sao kim. Theo nhà thiên văn học John T. Hockner của Đại học Nam Queensland, C2023A3 đang từ từ tiến vào bên trong hệ mặt trời. Sau ngày mùng 2 tháng 10, sao chổi sẽ bị ánh sáng mặt trời che khuất và nó sẽ xuất hiện trở lại trên bầu trời đêm của Bắc Bán Cầu kể từ ngày 12 tháng 10 ở gần đường chân trời phía Tây ngay sau khi mặt trời lặn. Nếu nó sống sót sau cuộc chạm trán với mặt trời, sao chổi sẽ có một màn trình diễn tuyệt vời trên bầu trời đêm vào giữa tháng 10 năm nay. Theo bản tin dự báo gió mùa Đông Bắc của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển ở phía Bắc xuống phía Nam. Khoảng gần sáng ngày 1 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, đêm và sáng sớm trời lạnh. Riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 đến 22 độ C, vùng núi từ 17 đến 19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Ở Nghệ An đến Hà Tĩnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 độ C đến 23 độ C. Nhận định về xu thế thời tiết 10 ngày tới, cơ quan khí tượng cho biết, từ đêm ngày 1 tháng 10 đến ngày 9 tháng 10, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời mát, đêm và sáng sớm trời lạnh. Riêng vùng núi, từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 4 tháng 10, đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 3 tháng 10, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Phát hiện quả đồi Na Kha ở thị trấn Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa nước toát, chính quyền địa phương đã nhanh chóng di rời khẩn cấp 21 hộ dân và tài sản đến nơi an toàn. Ông Ngân Trọng Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Mường Lát cho biết, đến ngày 29 tháng 9, địa phương đã di rời 21 hộ dân tại khu phố Na Kha ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Trước đó vào chiều 26 tháng 9, người dân phát hiện trên đồi Na Kha xuất hiện nhiều vết nứt lớn, vị trí nứt nằm ở phía sau khu nhà dân thuộc tổ dân phố Na Kha. Qua kiểm tra, phần ta luy dương có cung trượt với chiều dài khoảng 400m, độ rộng vết nứt từ 30 đến 50 cm. Khối lượng đất đá đang có hiện tượng xê dịch làm hư hỏng đường bê tông của khu phố và bờ kè đá của nhà văn hóa. Trước thực trạng trên, đoàn kinh tế quốc phòng 5 thuộc quân khu 4 và đồn biên phòng cửa khẩu Tén Tần cùng các lực lượng đã cử cán bộ chiến sĩ xuống phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức sơ tán 21 hộ với 101 nhân khẩu nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đến nơi ở an toàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mường Lát, ông Ngân Trọng Hiệp cho biết hiện tại đồi Na Khà vẫn đang tiếp tục sạt lở và mất chân, đất đá tràn vào phía tường nhà văn hóa gây sụt lún, nứt toác, không thể sửa chữa. Đối với nơi ở của 21 hộ dân, tại một số ngôi nhà, lực lượng chức năng cùng chính quyền thôn, xã và người dân đã chủ động tháo rỡ nhà, sơ tán tài sản để tránh thiệt hại trong trường hợp xảy ra sạt lở núi. Để đảm bảo an toàn lâu dài cho các hộ, chính quyền đã đề xuất cấp trên nên quy hoạch xây dựng khu định cư ở vị trí khác. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát, từ hôm 21 đến 23 tháng 9, mưa lớn đã làm thiệt hại 32 nhà dân, làm sạt lở nhiều vị trí trên các tuyến đường, gây chia cắt giao thông. Để ứng phó, huyện đã di rời 449 hộ dân với 2.096 nhân khẩu của thị trấn Mường Lát, xã Tam Trung, Bù Nhi, Mường Chanh, Trung Lý, Nhi Sơn, Mường Lý, Quang Triều, nằm trong vùng sạt lở đến nơi ở an toàn. Hiện tại, sau khi nước đã rút trời tạnh giáo, các lực lượng chức năng ở huyện Mường Lát đang tập trung nhân lực, phương tiện để khơi thông đất đá bị ùn ứ trên các tuyến đường đảm bảo an toàn giao thông. Trình bày trước tòa về phương án khắc phục 30.000 tỷ đồng thiệt hại cho 35.824 trái chủ đã mua các gói trái phiếu khống do bị cáo và đồng phạm phát hành, bà Trương Mỹ Lan nói đồng ý sử dụng tài sản cá nhân và gia đình để khắc phục, trong đó có các bất động sản. Một trong các dự án bà Lan nói sẽ sử dụng khắc phục hậu quả là siêu dự án Amigo, nằm tại khu Tứ Giác Vàng, Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế, Hồ Tùng Mậu, Huỳnh Thúc Kháng, đối diện tòa nhà Times Square, cùng nằm trên đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích khu đất này là hơn 1,3 hecta, trong đó đất thuộc sở hữu cá nhân tư nhân 8.342 m2, đất nhà nước đang quản lý hơn 2.815 m2. Đến nay, nhà đầu tư đã thỏa thuận đền bù cho các hộ dân với diện tích 7.931m2. Trong số này, công ty cổ phần đầu tư Vạn Thịnh Phát có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.019m2. Đất nhà đầu tư đã ký biên bản thỏa thuận với các hộ dân là 5.912m2. Theo bà Lan, Amigo là có tổng giá trị gấp 3 lần so với tòa Times Square và sẽ mang lại nhiều giá trị về lao động, kinh tế nhưng chậm do phải đấu giá. Bà nói trước khi mình bị bắt thì chính phủ đã đồng ý cho tái khởi động dự án này. Nhưng nếu tiền khắc phục ở giai đoạn 1 còn dư thì gia tộc không cần đến việc mang dự án này ra khắc phục, sẽ dùng góp phần xây dựng trường học. Bà Lan nói thêm đây là dự án được chính phủ cho chủ trương đầu tư thuộc pháp nhân của Vạn Thịnh Phát và đền bù suốt 20 năm qua. Chỉ còn khoảng mười mấy phần trăm nữa là hoàn tất. Bà Lan cho biết dự án nằm đối diện với Times Square, dự kiến sẽ là một công trình tầm cỡ quốc tế. Bị cáo đồng ý mang Amigo ra để khắc phục hậu quả vụ án. Theo thông tin công bố trên website của Vạn Thịnh Phát ở thời điểm 2017 đến 2018 tại khu tứ giác vàng Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế, Hồ Tùng Mậu, Huỳnh Thúc Kháng, tập đoàn này sẽ phát triển dự án tòa nhà phức hợp Amigo, hứa hẹn trong tương lai sẽ là biểu tượng kiến trúc mới của thành phố Hồ Chí Minh, một công trình đẳng cấp thế giới. Thời điểm đó, tòa nhà này chưa có thông tin về số tầng, chiều cao nhưng phối cảnh cho thấy Amigo cao vượt Biteco Financial Towers 68 tầng. Trước năm 2018, Biteco Financial Tower là tòa nhà cao nhất thành phố Hồ Chí Minh. Siêu dự án Amigo được bà Lan kêu gọi nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào hợp tác trước khi bà bị bắt, có giá trị khoảng 100.000 tỷ đồng, được chính phủ cho chủ trương đầu tư vào năm 2007. Dự án này nằm giữa hai tòa tháp văn phòng hạng sang ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là Sunwa Tower và Biteco Financial Tower. Công trình lớn nhất trong dự án này là khách sạn Sài Gòn Prince thuộc sở hữu của Vinametric, một doanh nghiệp đã được phía Bà Lan mua lại từ nước ngoài. Theo dự thảo giá đất của Sở Tài nguyên Môi trường công bố hồi tháng 7 năm 2024, mỗi mét vuông đất đường Nguyễn Huệ có giá 810 triệu đồng, đường Ngô Đức Kế giá đất 440 triệu đồng một mét vuông, đường Huỳnh Thúc Kháng nơi có dự án này, giá đất khoảng 462 triệu đồng một mét vuông, còn Hồ Tùng Mậu là 344 triệu đồng một mét vuông. Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng, Lâm Đồng vừa tổ chức buổi làm việc giữa các bên liên quan để thỏa thuận phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trên đàn bò sữa phát bệnh do tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục, VDNC của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương, Navetco. Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Kim Lan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung ương Navetco cho hay, từ năm 2023, vaccine phòng bệnh VDNC của công ty đã được Cục Thú Y cấp giấy chứng nhận lưu hành. Từ đó đến nay, công ty đã cung cấp hơn 300.000 liều vaccine được sử dụng tại 30 tỉnh thành trong toàn quốc. Bà Lan cho biết, mức giá bồi thường bò chết có đầy đủ hồ sơ và thông báo mức giá bồi thường cho từng loại bò. Theo bà Lan, Thời điểm tính bồi thường hỗ trợ được xác định từ 16 giờ ngày 26 tháng 9, yêu cầu bên nhận bồi thường, hỗ trợ cam kết không khiếu nại hay có bất cứ tranh chấp gì liên quan đến số lượng bò và số tiền bồi thường. Hỗ trợ sau khi đã nhận tiền. Cũng theo bà Lan, phương án khắc phục sự trên đã được đưa ra sau khi đã tìm hiểu, cân nhắc trên các thông tin và tư vấn thực tế từ các công ty chăn nuôi và các hộ chăn nuôi trên địa bàn đồng thời xét khả năng tài chính và phương án khả thi cao nhất mà công ty có thể thực hiện. Tuy nhiên, sau khi nghe mức giá bồi thường hỗ trợ, các hộ chăn bò có bò chết bệnh sau khi tiêm vaccine phòng bệnh VDNC của công ty cổ phần thuốc thú y trung ương Navetco cho rằng mức đền bù quá thấp so với những thiệt hại. Tại buổi làm việc, có 18 ý kiến của các hộ dân cho biết đàn bò sữa là nguồn thu nhập của họ và những con đang phục hồi thì sản lượng sữa bị giảm rõ rệt. Ngoài ra, nhiều hộ dân vẫn đang phải vay nợ ngân hàng. Nợ trả chưa xong, giờ lại xảy ra sự việc. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, chú thôn Bồng Lai cho hay, thời điểm tính bồi thường, hỗ trợ được xác định từ ngày phát sinh ca bệnh đầu tiên 16 giờ ngày 26 tháng 9 là không thỏa đáng. Bởi sau khi tiêm vaccine, bò còn bị di chứng rất lâu, ảnh hưởng đến các thế hệ sau, chứ không phải chỉ đến ngày đó Bà Loan nói, chúng tôi đề nghị công ty bồi thường, hỗ trợ thiệt hại một cách thỏa đáng để các hộ có điều kiện khôi phục chăn nuôi. Tại buổi làm việc, chúng tôi cũng đã thống nhất đề xuất mức bồi thường, hỗ trợ theo từng loại bò bị thiệt hại đến công ty. Kết luận buổi làm việc, ông Lê Nguyên Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng, đề nghị công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco tiếp thu các ý kiến của các hộ dân đã nêu và sớm xem xét bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng lưu ý, bà con giả soát, xem xét lại từng phương án mà công ty đã đưa ra, đồng ý nội dung nào thì phản hồi trước để các cơ quan có thẩm quyền biết và có ý kiến báo cáo với cấp trên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng đề nghị các cơ quan chính quyền địa phương cần tiếp tục hoàn chỉnh các hồ sơ theo yêu cầu để đảm bảo các thủ tục chi trả cho các hộ dân theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của người dân. Liên quan đến vụ sạt lở đất xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang, anh Vũ Minh Hoàng, 42 tuổi, tài xế xe khách Thanh Bằng, cho biết lúc xảy ra sự việc, mọi việc diễn ra quá nhanh, cả xe hoàn toàn bất lực. Sáng 29 tháng 9, anh Hoàng lái xe khách dường nằm đi hướng thành phố Hà Giang tới thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Trên xe lúc đó có 5 người, gồm cả nhân viên nhà xe. Khi đến km 51-200, quốc lộ 2, đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, thì bị đất đá từ quả đồi sạt xuống đè trúng xe khách. Sau vụ sạt lở, chiếc xe bị đẩy xuống cống bên đường, đất đá vùi lấp một phần thân xe. Rất may mắn, anh Hoàng và những thành viên trên xe thoát chết. Theo đó, anh Vũ Minh Hoàng cho biết bản thân vẫn đang rất run và sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng quả đồi sạt xuống đè trúng xe. Anh Hoàng kể lại khoảnh khắc sinh tử: "Lúc đó tôi đang đi trên quốc lộ 2, phía trước có một xe cùng chiều đi chậm hơn nên tôi cũng đi chậm lại. Khi đến khu vực xảy ra sạt lở, Tôi thấy một số người vẫy tay ra hiệu nguy hiểm, lúc nhận ra thì không kịp. Theo anh Hoàng, khi xảy ra vụ việc, trên xe mọi người gần như chỉ biết trông vào phép màu xảy ra. Đất từ quả đồi lao xuống rất nhanh, mạnh với khối lượng khổng lồ, lúc đó tôi chỉ biết cách nắm chặt tay lái và nín thở chờ đợi điều tồi tệ xảy đến. Rất may, lúc đất sạt xuống lại đẩy xe ra khỏi mặt đường mà không úp xuống bao trùm nên tôi và mọi người thoát được ra ngoài. Trước đó, vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại quốc lộ 2 km 51, thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang vào sáng 29 tháng 9 đã khiến nhiều người thương vong và mất tích. Có 7 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và 11 ngôi nhà bị ảnh hưởng. 6 phương tiện đang lưu thông bị hàng nghìn mét khối đất đá sạt đẩy xuống ta luy âm, trong đó có một xe khách, hai xe tải, ba xe con và nhiều xe máy. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho hay, đã nắm được thông tin sơ bộ về bữa ăn bán trú không đảm bảo chất lượng tại trường tiểu học Ngự Bình. Thành phố yêu cầu các bên liên quan báo cáo sự việc và sẽ đi kiểm tra, xác minh, nếu đúng sẽ cho xử lý nghiêm theo quy định. Vị lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Huế nhấn mạnh thêm, việc tổ chức bữa ăn bán trú là sự thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường. Chế độ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh phải đặt lên hàng đầu. Do vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tất cả các trường trên địa bàn tổ chức ăn bán chú cho học sinh đều phải công khai, niêm yết giá, thực đơn và đảm bảo an toàn dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước đó, nhiều phụ huynh trường tiểu học Ngự Bình phản ánh lên Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, Huế S với nội dung Con tôi học bán chú ở trường Ngự Bình, đường Nguyễn Khoa Chiêm. Tiền ăn bán chú mỗi bữa 25.000 đồng, nhưng khi tôi thấy suất ăn chỉ có ít cơm, trứng, rau, một bát canh, một bịch sữa rất nhỏ, không đủ chất dinh dưỡng và thức ăn rất ít. Kính mong cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra. Phụ huynh này gửi kèm hình ảnh hai bữa cơm của con ở trường. Trước đó, nhiều phụ huynh trường tiểu học Quang Trung, thành phố Huế cũng tố việc chất lượng bữa ăn bán chú không đảm bảo chất lượng. Sáng 29 tháng 9, Công an phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam xác nhận vẫn đang tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định vụ việc nam phụ huynh xông vào lớp tấn công học sinh lớp 8. Công an đã mời nam phụ huynh đến làm việc. Người này thừa nhận hành vi sai trái của bản thân. Theo công an, vụ việc không gây thương tích cho các em. Phía gia đình cũng xác nhận không khiếu nại khiếu kiện, không yêu cầu khởi tố vụ án, không giám định thương tích. Đồng thời gia đình hai học sinh bị tấn công cũng không yêu cầu xử lý vụ việc. Tuy nhiên, công an phường Tân Thạnh vẫn hoàn thành các thủ tục tham mưu công an thành phố Tam Kỳ xử lý theo quy định. Về phía gia đình học sinh, phụ huynh cũng nhận định hành vi của con mình là sai khi gây gổ với bạn và nam phụ huynh kia tấn công các em là vì bức xúc. Theo lãnh đạo công an phường Tân Thạnh, dù việc phụ huynh xông vào lớp đánh học sinh lớp 8 không gây thương tích, nhưng hành vi của người này thể hiện sự coi thường pháp luật. Công an phường Tân Thạnh sẽ tham mưu công an thành phố Tam Kỳ khả năng sẽ xử lý vi phạm hành chính đối với nam phụ huynh nói trên. Trong buổi làm việc sáng 25 tháng 9, trường yêu cầu các học sinh tường trình sự việc, các em đã nhận lỗi sai hứa sẽ không vi phạm trường đã nghe ý kiến của ba phụ huynh có liên quan ông l phụ huynh em b đã nhận lỗi sai và xin lỗi nhà trường xin lỗi hai phụ huynh xin được bỏ qua đối với hai phụ huynh khác cũng nhận ra hành vi sai trái của con em mình nên hứa sẽ giáo dục con em chấp nhận lời xin lỗi của phụ huynh b Mới đây, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã nắm được thông tin sự việc giáo viên chủ nhiệm lớp 4 trên 3 trường tiểu học Trương Dương, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh xin phụ huynh hỗ trợ tiền mua máy tính. Đơn vị này đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1 báo cáo. Ông Quốc nói, quan điểm của chúng tôi là các hành vi sai trái của giáo viên phải được xử lý nghiêm. Trước đó, như đã đưa tin, cô TPH, giáo viên chủ nhiệm lớp 4 trên 3 trường tiểu học Trương Dương xin hỗ trợ tiền mua laptop nhưng không nhận được sự đồng thuận của tất cả phụ huynh. Giáo viên này sau đó từ chối nhận hỗ trợ nhưng thông báo với phụ huynh sẽ không soạn đề cương ôn tập. Cô hát thống nhất bài ôn và phụ huynh tự ôn cho con. Phụ huynh còn phản ánh trong những ngày học sau đó, cô hát cho học sinh xem YouTube, ngay cả một số lời giải trên TV để học sinh chép lại. Trong buổi làm việc giữa phụ huynh nhà trường và cô TPH vào ngày 24 tháng 9, có 27 trên 38 phụ huynh học sinh lớp 4 trên 3 tham dự. Tại cuộc họp này, cô Hát nhận lỗi khi vận động phụ huynh trang bị cho mình laptop, sai khi giữ tiền quỹ lớp. Nữ giáo viên cũng xin lỗi lãnh đạo nhà trường phụ huynh học sinh lớp 4 trên 3 và hứa sẽ sửa chữa mọi lỗi sai đã gây ra. Dù cô giáo đã lên tiếng, thừa nhận sai sót và hứa sẽ khắc phục, song nhiều phụ huynh tham dự cuộc họp không đồng ý để giáo viên này tiếp tục đứng lớp và mong muốn chuyển lớp cho con mình. Đại diện nhà trường khẳng định đã chấn chỉnh nhắc nhở chung giáo viên trong toàn trường về việc không vận động kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh để trang bị thiết bị dạy học cho giáo viên, đồng thời giáo viên không được trực tiếp quản lý sử dụng kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp. Trước mắt toàn bộ số tiền phụ huynh đóng góp đã được hoàn trả lại cho ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp. Trường đã tạm ngưng bố trí đứng lớp cho cô hát trong thời gian xử lý vụ việc nhà trường sẽ ký hợp đồng thỉnh giảng với một giáo viên bên ngoài để đảm bảo các hoạt động học tập của lớp 4 trên 3 vẫn diễn ra bình thường, không làm gián đoạn việc học của học sinh. Động thái này nhằm ổn định tâm lý cho học sinh và phụ huynh, đồng thời giải quyết yêu cầu chuyển lớp của 25 trên 27 phụ huynh học sinh của lớp này. Nhiều khách hàng sau khi biết ngôi nhà mình định mua nằm trong khu vực bị ngập lụt nặng đã quyết định quay xe, không mua nữa, thậm chí có người còn bỏ cả cọc. Nếu trước kia, chất lượng và cơ sở hạ tầng là yếu tố quan trọng nhất với người mua nhà thì sau cơn bão lịch sử jagi tâm lý này đang thay đổi rõ rệt hiện nay ngay cả những trung cư sang trọng hiện đại chất lượng cao nhưng nằm trong vùng dễ ngập lụt thì cũng bị giảm rất nhiều sức hút chị nguyễn kiều minh quận hà đông chia sẻ sau nhiều tháng săn lùng chị đã tìm được căn hộ ưng ý tại một dự án thuộc khu đô thị an khánh huyện hoài đức thời điểm chị minh phải mang tiền đến đặt cọc đúng lúc cơn bão Chagi đang hoành hành. Do đó, vợ chồng chị thống nhất với người bán lùi thời gian giao dịch lại. Sau khi bão tan, nước lũ rút, những khu vực nội thành Hà Nội đã khô ráo, chị mang tiền đến khu nhà mới để thực hiện thanh toán. Tuy nhiên lúc này, anh chị tá hỏa vì cả con đường đại lộ Thăng Long dẫn tới dự án vẫn trong tình trạng ngập nước. Chị mình bày tỏ, cả con đường ven đại lộ Thăng Long đều bị ngập, cứ như vẫn đang trong bão lũ, chúng tôi hoảng hốt nghĩ đến tình trạng giữa bão lũ thì không biết còn ngập nặng như thế nào đành rằng bão to thì nơi đâu cũng ngập lụt nhưng rõ ràng chỗ này bị nghiêm trọng hơn hẳn chính vì lo ngại cảnh ngập lụt sẽ thường xuyên xảy ra nên vợ chồng chị minh đã quyết định rút lui không mua căn hộ này nữa dù đã rất ưng ý về thiết kế và nhiều yếu tố khác anh lê minh long huyện thanh trì cũng kể lại sau nhiều tháng tìm nhà anh đã đặt cọc một căn tại phường vĩnh hưng quận hoàng mai qua khảo sát thì đây đúng là căn anh ưng ý nhất. Nhà nằm trong một con ngõ nông, xe ba gác đi được, xung quanh yên tĩnh, diện tích hơn 40m2, pháp lý rõ ràng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về căn nhà rất tốt. Những ngày sau đó, môi giới liên tục thuyết phục tôi chốt nhanh vì giá cả hợp lý, hiếm có nhà đẹp như thế này, không nhanh lại có người khác chốt mất. Tôi đã quyết định đặt cọc 50 triệu đồng theo thỏa thuận với người bán để chờ ngày thanh toán nốt. Tuy nhiên, ngay sau cơn bão số 3, Anh Long thấy bỗng rộ lên việc mọi người cảnh báo nhau những nơi thường ngập nặng, trong đó có khu vực anh định mua. Anh Long lập tức dò hỏi nhiều nguồn tin và buồn bã được biết, khu vực này thường bị ngập mỗi khi mưa to, chính vì vậy giá thường rẻ hơn khu vực khác. Anh Long kể, dù đã đặt cọc 50 triệu đồng nhưng tôi vẫn quyết định bỏ cọc, vì ngôi nhà nằm trong khu vực thường xuyên bị ngập sẽ khiến việc sinh hoạt đi lại vô cùng bất tiện, ngay cả khi bán đi cũng rất mất giá. Đại diện một công ty phân phối bất động sản cho biết, từ sau cơn bão số 3 vừa qua, nhiều người mua nhà đã quan tâm nhiều hơn hẳn đến việc dự án có nguy cơ bị ngập lụt hay không. Chắc là do ảnh hưởng của cơn bão quá khủng khiếp khiến người mua nhà lo lắng đến sự an toàn, tiện lợi của mình, ngay cả những dự án hiện đại, chất lượng tốt nhưng nếu vào điểm đen ngập lụt thì cũng bị từ chối như thường. Ông Giang Anh Tuấn Giám đốc sàn bất động sản Tuấn Anh thừa nhận những khu vực bị ngập lụt nặng thường ảnh hưởng đến tâm lý người mua và ngày càng tác động rõ nét. Dạo gần đây, nhiều người còn từ chối mua những chung cư có khu vực tầng hầm không đảm bảo thoát nước tốt. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phân tích, do nhu cầu nhà ở tại Hà Nội hiện nay rất lớn mà nguồn cung còn hạn chế, nên việc giảm giá tại các khu vực bị ngập lụt có thể xảy ra nhưng rất ít. Với nhiều người, quan trọng nhất hiện nay là mua được nhà ở Hà Nội, còn mối lo về ngập lụt tuy có nhưng không quá nghiêm trọng. Hà Nội và các khu vực lân cận cũng đang đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng, bao gồm cả các biện pháp phòng chống thiên tai nên nguy cơ ngập lụt sẽ được hạn chế dần. Mới đây, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã gửi văn bản đến các đơn vị du lịch địa phương yêu cầu nâng cao cảnh giác trước tình trạng nhiều khách sạn 4 năm sao tại thành phố Nha Trang bị lập trang fanpage giả mạo, lừa đảo chiếm đoạt tiền cọc phòng của khách. Theo đó, thủ đoạn của kẻ gian là lập ra các website fanpage giả mạo có tên, hình ảnh giống như các resort, khách sạn, homestay tại thành phố Nha Trang. Sau đó, chúng quảng cáo các bài viết cho thuê phòng với giá rẻ. Khi có người có nhu cầu đặt phòng, kẻ gian tư vấn nhiệt tình về các dịch vụ với mức giá hợp lý chúng còn gửi kèm các hình ảnh đẹp các phản hồi nhận xét của khách hàng khác để người có nhu cầu đặt phòng tin tưởng khi đã chiếm được lòng tin của khách kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc với lý do khách sạn nhà nghỉ quá tải nếu không đặt trước sẽ không giữ được phòng đáng chú ý chúng còn tạo các tài khoản ngân hàng trùng tên với khách sạn nhằm tạo niềm tin để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền cọc vào để chiếm đoạt những khách sạn mà chúng giả mạo ở thành phố Nha Trang đa số là những resort 4 năm sao, nổi tiếng nằm ở vị trí đắc địa gần đường ven biển Trần Phú như Vinpearl Resort, Komodo, Melissa, Senina, Havana. Các khách sạn này cũng đăng bài cảnh báo lừa đảo, nhưng nhiều trang giả mạo chạy quảng cáo dồn dập khiến khách vẫn bị nhầm lẫn, bị lừa số tiền đặt phòng lên đến hàng chục triệu đồng. Trước thực trạng này, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân cảnh giác khi nhận được quảng cáo thuê phòng với mức giá quá rẻ. Đặc biệt, thận trọng khi đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để giữ chỗ chú ý dấu hiệu nhận biết website fanpage giả mạo và tìm hiểu và xác minh kỹ thông tin về vị trí cơ sở vật chất của nơi ở cũng như lai lịch của người cung cấp dịch vụ khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo người dân cần trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ